Bữa trước nấu màu sáp với keo nến phê quá, bữa nay làm lại nha. Đợt này không chơi keo nến không nữa, thêm sáp ong. Rồi sẵn có cái sáp candelia vậy nè, bỏ vô luôn. Rồi cuối cùng mới cho một chút keo nến vô, được chưa? Mấy cái sáp này nó tan trước keo nến ha. Ê chà, sao nó dính quá trời dính vậy? Ê sao trộn ngoài mà nó không tan nè. Cuối cùng tan rồi. Để trắng không thì chán quá, pha nhũ vô. Nhũ màu tím nha. Nhũ này là tôi mua nhũ của mấy đứa con nít bỏ vô trong xà lan á. Quay đều, quay đều, quay đều. Rồi quay xong rồi nè. Đó, rồi bây giờ đổ ra. Ồ, có vẻ hứa hẹn chắc sẽ thành công. Ủa gì vậy? Ủa sao nó sọt quá quá rồi. Còn miếng sáp này thử lại. Ê, nó khô chứ đừng đi luôn rồi. Ok, không bỏ cuộc. Cái đoạn này là đi có thêm vô một khúc keo nến nữa để cho nó dẻo hơn, nó không có bị mau khô á. Mà biết gì không, pha kim tuyến cho đã vô, xong cuối cùng nhìn không khác gì đèn cây.